Toyota Cross 2023 bản full chưa biển thì nên trang bị những sản phẩm gì cho phù hợp? Thì hôm nay mình sẽ quay lại những cái món đồ tư vấn cho các bạn, những cái giải pháp để các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp trên chiếc xe Toyota Cross của mình. Okay. Về bên ngoài này thì về cái phần tăng sáng ấy, đấy thì rất nhiều anh em Cross có thắc mắc. Thứ nhất là về cái bi gầm này này. Đấy, thứ hai là về cái bi pha cốt ở trên đây thì nó sẽ tùy nhu cầu của chúng ta nhé. Nếu chúng ta muốn đơn giản đấy thì chúng ta làm cho mình một cái đôi bi gầm đấy 2.0 inch thì zin ở đây thì nó sẽ có hai loại, một ấy, đó là loại 1.0 loại một chế độ màu thì Bitech Ford 2.650, còn nếu mà mình muốn ba chế độ màu ấy, có ánh sáng vàng phá xương ấy, thì chúng ta lấy Vision V8 3.9 bảo hành 3 năm. Đấy là về phần bi gầm. Còn nếu mà anh em muốn cao cấp hơn ấy, thì anh em lên cho mình quả bi-led ở đây này. Đấy, nó đặt vào đúng vị trí này luôn. Đấy, thì nó có các mã này 5.5 triệu, 6.8 triệu, 9.8 triệu và cao hơn. Đấy, tùy vào nhu cầu và tầm tiền của anh em. Đấy, đấy là về phần đèn. Tiếp theo là này, còn xe này ấy, về phần áp suất lốp này này. Đấy, về cơ bản ấy, thì ở xe mình đã có đấy, những cái van này này nó có áp suất lốp rồi thì mình sẽ lắp một cái module ấy. Đấy, nó sẽ hiển thị trực tiếp trên đồng hồ công tơ mét cho chúng ta. Đấy, chi phí của nó đang có giá là 1.7 triệu. Đấy là bộ áp suất lốp zin luôn. Đấy, tiếp theo ở bên ngoài đây này. Đấy thì anh em có thể lắp cho mình một cái bậc lên xuống thì nó dao động từ 2.9 triệu đến 3.5 triệu, 3.9 triệu tùy vào loại. Đấy, đấy. Giúp chúng ta lên xe dễ dàng hơn và bảo vệ ba đầu sốc của chúng ta khi chúng ta có va chạm. Xe này thì ở trên gương thì đã có bộ cảnh báo điểm mù rồi. Đấy. Tiếp theo ấy, về bên ngoài này, đó là về phần phim. Phim ấy, nếu mà hãng họ đã dán phim cho chúng ta rồi thì bên mình khuyên anh em nên nộp cái kính mặt đi và dán lại kính mặt. Đấy. Và dán lại cả cửa sổ trời, hai kính sườn trước. Còn nếu mà hãng họ chưa dán ấy, thì chúng ta dán full lại, full xe cho mình. Phim thì đang được khuyến mại 20%. Đấy, chỗ này xịn cho mình này. Chỗ này cũng xịn này. Đấy. Ở đằng sau này nếu anh em có điều kiện thì anh em chơi xịn cho mình. Không thì anh em kết hợp cái mã LTEC hãng vừa. Đấy, và phim thì đang được khuyến mại 20% cơ. Đấy, nó về bên ngoài. Xe này ấy, thì về cơ bản là đã có cốp điện rồi. Đấy, chúng ta có chỉ cần nắp thêm một cái bộ đá cốp thôi. Đấy, là được. Thì bản này cũng là bản full rồi, có cả cảm biến rồi. Đấy, đây, hãng người ta tặng cho một cái lót cốp này, lót cốp nhựa. Mình thấy cái này thì hữu ích này. Đấy, thì anh em không phải mua thêm ngoài gì nữa. Lót cốp nhựa thì là ok rồi. Vào trong xe ấy, thì thằng này thứ nhất này, đó là về cái thảm sàn. Đấy, xe này nó là lỉ này. Các bạn thấy không? Ở dưới nó là lỉ. Hãng nó tặng cho cái này. Đấy, cái này thì nó nỉ, nó cũng thấm nước. Thì đầu tiên mình giải quyết cho mình cái sàn trước này. Thì anh em bọc cho mình một lớp sàn. Đấy, ở bên dưới để nó bao bọc hết cái vị trí này. Thì nó có hai loại, một là anh em có thể bọc sàn simili thì nó dao động từ 700 đến 900 nghìn tùy xe. Hai cao cấp bây giờ ấy thì anh em bọc cho mình là thảm sàn của Lavo ấy, vân kim cương ấy. Đấy thì nó dao động từ 3 triệu đến 4 triệu tùy chất liệu và form xe anh em chọn. Đấy, còn thảm ở trên này, một là anh em có thể chọn Lavo full luôn, hai là anh em có thể là chọn thảm của Thái Lan ấy, basic của Thái Lan ấy. Tiếp theo này, anh em lắp cho mình một cái cam hành trình. Đấy, để nó bảo vệ. Đấy, bảo vệ mình khi chúng ta có vấn đề gì chúng ta xuất cam. Đấy. Còn về cái màn hình, cái giải trí ấy này. Đấy, xe này thì chúng ta sẽ có hai phương án làm. Đấy, thứ nhất ấy, nếu mà anh em muốn giữ màn hình zin, vì bản full này thì màn hình zin nó cũng ngon, nó cũng to rồi. Đấy, thì nó đã có Apple CarPlay rồi, thì anh em chỉ mua cho mình cái cục Android Book ấy, nó sẽ chuyển màn hình zin về màn Android thì chúng ta có thể ra lệnh giọng nói, xem YouTube bản đồ. Đấy. Phương án thứ hai là anh em lắp cho mình một cái màn hình Android. Nếu anh em thích thay màn hình. Đấy, màn hình Android thì xe này thì có các phương án, một là chúng ta lắp màn 10 inch, hai là chúng ta lắp màn 10.25 inch, ba là chúng ta lắp màn 13 inch touchpad 13 inch. Đấy. Vì xe này nó có cam 360 độ rồi. Đấy, nên mình không cần phải lắp mã màn nền cam, chuyển cam lên là được thôi. Đấy là về cái màn hình.
Tiếp theo ấy, anh em có thể lắp cho mình này, đó là dán cho mình cái PDF nội thất ấy. Đấy, để nó chống chảy xước này, đấy, chống để lại vân tay này. Thế là về cái thảm sàn màn hình. Đấy. Ngoài ra nếu anh em thích đẹp hơn ấy, thích hay hơn ấy, thì anh em mình lắp cho mình bộ led viền nội thất này. Đấy, nó có các mã này, 18 chi tiết này, 22 chi tiết này, 24 chi tiết này. Đấy, tùy chạy đuổi hay đơn sắc hay có vành loa. Bây giờ nó còn có cả cần số ở đây này. Đấy. Còn hay hơn nữa ấy, thì anh em làm cho mình một quả loa súp ở dưới gầm ghế này. Đấy, làm quả súp ở dưới gầm ghế. Chi phí nó từ 3,2 triệu trở lên tùy vào mã. Đấy. Ok. Còn anh em có nhu cầu gì về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em Cường tại Trung Auto. Em sẽ tư vấn các mã phù hợp cho mình, các cái hướng để cho mình chọn cái sản phẩm theo nhu cầu và giá thành nó hợp lý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.